Theo cái dự báo của SSI Research thì lợi nhuận sau thuế của các khu công nghiệp niêm yết trong 6 tháng cuối năm 2022 sẽ có mức tăng trưởng hơn 24%. Cũng có một số cái khu công nghiệp thì họ chuyển đổi cái cách ghi nhận đều sang ghi nhận một lần và dẫn tới là cái lợi nhuận nó cũng tăng khá là mạnh so với cùng kỳ. Dư địa tăng trưởng tại các cái khu công nghiệp này tôi nhìn thấy là khá là tích cực so với cùng kỳ cả về nhu cầu lẫn về mặt giá bán. Chúng tôi dự báo là cái tốc độ tăng về cái nhu cầu thuê trung bình tại các khu công nghiệp niêm yết thì nó sẽ tăng trung bình từ 10 tới 12% trong nửa cuối năm 2022. Trong thời gian vừa qua, giá cổ phiếu của các cổ phiếu khu công nghiệp cũng đã có cái mức tăng trưởng khá là mạnh trở lại. Để chọn được những cái cổ phiếu mà thích hợp để đầu tư ấy, thì nó cũng sẽ không còn nhiều như là cái giai đoạn trước nữa. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng là vẫn có những cái cổ phiếu mà về mặt định giá nó vẫn còn hấp dẫn thì nhà đầu tư có thể quan tâm. Ví dụ như là các báo cáo gần đây của SSI Research đã ra thì cái mức định giá của hai công ty mà tôi cho rằng vẫn còn upside đó là Edico và Becamex. Kết quả sản xuất kinh doanh của Adico 6 tháng đầu năm cao rất nhiều so với kế hoạch 6 tháng đầu năm. Còn kế hoạch 6 tháng cuối năm thì Adico tiếp tục theo đà này nữa thì khả năng lợi nhuận sẽ vượt cao hơn so với cái số liệu mà Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra thời gian trước.